TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Hôm nay TV256 có dịp phỏng vấn bà Trương Thị Yến, bà 65 tuổi và người đã từng có sống ở bên Mỹ và có thẻ xanh. Thì bà Trương Thị Yến là một người dân oan mà có lẽ chứ hầu hết tất cả chúng ta đều biết, dân oan của Trường Thịnh và Thủ Thiêm. Căn nhà của bà là ở trong cái vùng vùng đó và đã bị cướp trắng trợn. Vì cái nhà bà là nằm ở trong ở ngoài cái khu quy hoạch thì đây là một cái việc mà tham nhũng trắng trợn của các quan chức cộng sản. Thì hôm nay đó thì theo cái lời bà Yến kể thì bà đã xuống đường biểu tình trên 40 lần rồi mà vẫn không được giải quyết. Thì quý anh chị em lắng nghe cái cuộc phỏng vấn của TV256 và bà Trương Thị Yến nhé. Mời quý anh chị em lắng nghe. Rồi đó, xong rồi đó cô kể đi con. Tôi là Trương Thị Yến, dân quan ở Trường Thịnh, phường Bình An, quận 2, khu phố 3, thành phố Hồ Chí Minh, năm 98. Có giấy quyết định của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạng ở Trung ương, có quyết định thu hồi đất, dân quan của bà con chúng tôi, mà trong cái khu của tôi là 56 hộ, thì năm 98 đã có giấy quyết định thu hồi đất, nhưng mà bà con chúng tôi ở đó thất rất là lâu, muốn muốn đi kêu dân chúng tôi đi thì dân chúng tôi không đi, mà bà chủ tịch Lê Thị Kim Dầm ở phường Bình An, quận 2 thì bà bắt buộc là dân chúng tôi phải đi, nếu không đi thì cưỡng chế là hất bà con dân ra đường. Rồi tới họp nhiều lần lắm rồi, nhưng mà tới 2004 á là bắt buộc là bà con chúng tôi phải đi, không đi á là mấy bà ủi là cưỡng chế. Rồi 2004 bị chính quyền cưỡng chế làm quá thì bắt buộc bà con chúng tôi đi. Thì bà chủ tịch phường Bình An Lê Thị Kim Dầm bà nói bà con cứ đi đi, đi trước thì được ưu tiên, còn không đi trước sau cũng bị ủi cưỡng chế thôi. Thì bà con chúng tôi ra đi, khi nào phương án được duyệt thì sẽ bố trí nền tái định cư cho dân. Thì bà con chúng tôi phải nói già cả neo đơn đó, lúc đó là mẹ của tôi cũng là 80-90 tuổi rồi, những người trong đó là nhà quê thất học, không biết gì về pháp luật hết trơn. Thế là chờ, cứ 2004 chờ phương án được duyệt. Khi phương án được duyệt rồi, 2 tháng sau đã có phương án được duyệt, mà chính quyền thành phố và quận phường cố tình không cho dân biết, không không hướng dẫn công ty để mà bố trí nền tái định cư cho bà con chúng tôi. Suốt chờ cho tới 2016 là luật sư Trần Diệu Hải ở Hà Nội mới vô, mới là mới kể hoàn cảnh như vậy. Ông luật sư Trần Diệu Hải ông mới làm đơn xuống phường Bình An, ông mới đưa cái đơn ông vô, mới lục ra là cái phương án 34, 2004 đã có phương án đó rồi, phải bố trí nền tái định cư cho bà con chúng tôi là 22 hộ đi trước được ưu tiên. Nhưng mà 22 hộ đi trước đã lầm than khốn khổ suốt mười mấy năm trời mà không có bố trí nền tái định cư, mà chỉ tạm ứng
cho dân bà con chúng tôi là 2.380.000, là tiền Việt Nam đó, 2.380.000, cũng như là ăn tô phở thôi, một mét vuông ăn chỉ được tô phở thôi đó. Thế bắt đầu bà con chúng tôi là 2005 là có 17 hộ dân đi tiếp, là bà con chúng tôi đi trước là 22 hộ dân, 6 tháng sau có 17 hộ dân đi tiếp, đền giá 14 triệu và có nền tái định cư. Thì tôi thấy bất công quá, là bắt đầu từ đó 22 hộ dân mới là làm đơn tập thể đi khiếu kiện, đi từ địa phương đến trung ương, nguyên cái dàn thành phố, đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Đua, Nguyễn Cư, bà Thái Thị Hạnh, Lê Thị Kim Dùm, từ thành phố Hồ Chí Minh và quận 2, nguyên mấy cái lãnh đạo đó đã chù dập, không cho bà con tôi gửi đơn đến đâu, bác đơn tới đó, nguyên nhà dàn thành phố luôn. Bà con chúng tôi phải vượt cấp ra trung ương, thì có ra trung ương thì có mấy lãnh đạo ở ngoài có một cái chỉ đạo về thành phố kêu phải thi hành. Từ ngày đó 2012 là bà con chúng tôi mới có một cái chân đứng ở ở thành phố, mà từ tờ báo Tuổi Trẻ đi qua là nhờ báo Tuổi Trẻ lên báo giùm. Tờ báo Tuổi Trẻ hồi 2012 là không lên giùm, mà đi qua tới công ty Trường Thịnh, mới đầu nhận đơn, rồi qua tới công ty Trường Thịnh thì qua bển không biết, người ta có đưa quà cáp gì đâu không biết, về nhà là đất của cô không lên báo được, cứ trả lời bà con chúng tôi vậy. Bà con tôi rất buồn, cứ đi riết, cứ tiền dai bạc hỏi, tiền khổ sở lầm than lắm, đi làm thuê làm mướn, ăn nhờ ở đậu, rồi mướn nhà mướn cổ, con cháu thất học. Cái hoàn cảnh 22 hộ dân này rất là đau thương khốn khổ, mà đi tới chính quyền thì lãnh đạo làm ngơ ở thành phố. Đời đó, đời Lê Thanh Hải với Tất Thành Cang với Nguyễn Đua đó, Nguyễn Cư đó, Nguyễn Hữu Tính đó, cái đời đó là đi tới đâu là bác đơn tới đó. Rồi cái là tới qua tới thanh tra thành phố là chánh thanh tra Tuyền cũng thanh tra sai, làm hại dân của chúng tôi là không có được cái gì hết, cứ đi hoài đi riết, cứ một năm đi ra trung ương từ một tháng rưỡi, có khi 2 tháng, có khi 3 tháng, tùy theo chừng nào ra ngoài trung ương có cái chỉ đạo về bà con mới về. Cứ một năm đi 3 lần, một lần đi là bao nhiêu tháng, cứ đi riết, mà ra trung ương thì sống khổ sở lắm. Mới hôm đầu có tiền mua cơm mua gạo ăn, riết không tiền cái ăn cháo với rau muống, riết không tiền cái đi xin cơm từ thiện. Cái hoàn cảnh bên Trường Thịnh Thủ Thiêm rất là lâm ly bi đát, sống rất là lầm than khổ sở. Tôi với bà Lê Thị The bên Thủ Thiêm, còn Trường Thịnh là bà Trương Thị Yến, sống là khổ lắm. Cái vừa rồi đi suốt thời gian, cái là tôi đi định cư ở ba con tôi bảo lãnh về bên Mỹ định cư hình như được 3 năm rồi, mà khi có thẻ xanh rồi thì tôi phải về bên này để đi đấu tranh tiếp. Mà thời gian tôi về lúc trước thì bà con tôi rất là hiền, chỉ cầm băng rôn thôi, không dám nói tiếng nói nào hết. Mà đời Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải mà miệng bà con mà giọt miệng ra là bắt hốt, đánh đập giả mang lắm. Còn bây giờ từ ngày tôi đi định cư ở bên Mỹ về rồi, tôi cái những cái thời gian ở bển là tôi không có làm gì hết. Đầu óc tôi suy nghĩ là bên nay tôi còn 6 đứa con, dâu rể, con trai con gái là 6 đứa, còn cháu nội cháu ngoại bên này là cũng 6 đứa. Gia đình tôi con cháu tôi là 12 đứa mà đang ở nhà thuê nhà mướn, khốn khổ lầm than lắm. Bà con trong xóm ấp tôi cũng vậy, ai cũng phải đi thuê nhà mướn nhà,
chờ cái nền tái định cư. Mà bây giờ dở lẽ ra rồi á, đất của bà con chúng tôi á, phường Bình An khu phố 3 là nằm ngoài ranh quy hoạch, là đất dân cư hiện hữu, không có dính líu gì với đô thị mới Thủ Thiêm. Vậy mà chính quyền lãnh đạo đời trước ở quận 2 và phường Bình An và thành phố thu hồi đất dân trái pháp luật, mà bây giờ bà con chúng tôi đi đòi quyền lợi là phải khắc phục hậu quả. Những đời trước làm sai thì những đời hiện tại đương thời phải khắc phục hậu quả, để thu hồi đất đó lại, để trả lại cho bà con chúng tôi. Thì những cái nhà cất với những nền tái định cư mà bây giờ hiện tại bây giờ đất trống, còn có một quan của bên công ty Trường Thịnh đó, còn 7.378 m2, 7.378 m2 đất trống cỏ mọc hoang, thì chính quyền thành phố Nguyễn Thành Phong dư sức thu hồi đất đó để trả lại cho bà con. Trong 22 hộ chúng tôi có người là 100, 200 m, 300, 400 m chứ không có nhiều. Bà con chu vi chỉ có một cái nền nhà thôi chứ không ai có đất dư hết. Vậy mà chính quyền hiện tại bây giờ ngày 15 tây tháng 8 vừa rồi có giấy của phó chủ nhiệm ở trung ương là Nguyễn Duy Hưng, phó văn phòng chủ nhiệm ở trung ương đó, văn phòng chính phủ đó, chỉ đạo vô Nguyễn Thành Phong phải thi hành giải quyết và cho bà con chúng tôi có một đời sống ổn định, là ngày 1 tây tháng 10 phải báo cáo ra phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy mà chủ tịch Nguyễn Thành Phong vẫn im lìm, không báo cáo cho dân. Tưởng là dân chúng tôi là không biết gì hết, nhưng mà tôi có thằng con trai, nó nhờ nó đi lên mạng, nó tìm kiếm được ra một cái giấy là 7723, là cái văn bản của cơ mật của cơ quan nội bộ mà con tôi nó tìm ra. Thì ngày hôm qua đó là ngày 16 tây, ngày 16 tây là tháng 11, ngày hôm qua là con tôi nó đi đi tôi đi qua bển, là đợi lại văn phòng tiếp công dân 15 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hồ Chí Minh, mới trong cái máy vi tính bấm ra thì ông Nguyễn Thành Phong đã nhận ngày 15 tây tháng 8 vừa rồi mà ông giấu nhẹm đi. Thì ngày hôm qua tôi có nói với bên cái cô thư ký ở 15 Nguyễn Gia Thiều là bây giờ tôi yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong từ đây cho tới một tuần lễ phải có một cái câu kết luận giải quyết cho bà con chúng tôi, một trong một tuần lễ. Nếu qua một tuần lễ này mà không có một cái câu trả lời của Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy ban nhân thành phố, trả lời cho bà con nhân dân Trường Thịnh chúng tôi, thì bắt buộc tôi phải ra trung ương tôi hỏi ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy chứ cái chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Duy Hưng, của văn phòng chính phủ chỉ đạo vô mà thành phố không thi hành, chỉ có cách nào mà để giải quyết cho bà con chúng tôi, để bà con chúng tôi có một đời sống ổn định. Chứ bà con tôi sống là lầm than khổ sở lắm. Còn ngày hôm qua, ngày bữa 15 tây á, là bà con chúng tôi có xuống quận 2. Quận 2 á là quận 2 ở thành quận 2 mình á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, là có dân hai tấm băng rôn ra, thì có chú Tuấn bên hình sự của quận 2, của ông Nguyễn Phước Hưng, giật hai tấm băng rôn của dân chúng tôi và bẻ tay con gái của tôi và hất bà con chúng tôi văng ra đường, là cũng như là đàn áp bà con chúng tôi dã man lắm.
cái sự đó là bất công rồi, không đúng luật pháp. Nếu công an hình sự bảo vệ thì phải bảo vệ người dân, chứ không phải giật đồ của dân quan chúng tôi, những tấm băng rôn là như những kẻ côn đồ, không phải là cái chính quyền mà làm luật lệ cái kiểu đó. Bà con tôi cũng mong là tất cả những báo đài và thế giới cộng đồng nhìn vô và can thiệp giùm cho bà con chúng tôi về vụ việc dân quan Trường Thịnh. Đời sống của bà con chúng tôi rất là khốn khổ, mà bà con chúng tôi bây giờ phải ăn nhờ ở đậu, ở thuê, ở mướn đi ăn xin để lo cho con cháu. Bản thân tôi định cư ở Hoa Kỳ mà tôi về đây tôi phải đi xin ăn để lo cho những đứa cháu tôi, còn con tôi là làm thuê làm mướn suốt ngày, phải đóng tiền nhà và đóng tiền học cho con cháu tôi. Có khi thì khi nào tháng nào đóng tiền học được thì con cháu được học, tháng nào mà không đóng được là những đứa cháu tôi phải nghỉ. Thấy đời sống của bà con chúng tôi rất rất là khốn khổ, tôi cũng mong cả thế giới cộng đồng, các nước ngoài và nhìn vô và can thiệp giùm về vụ dân quan Trường Thịnh. Cái sự bất công của chính quyền địa phương và cái sự của Trung ương chỉ đạo không chắc chắn. Nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông làm hai chức vụ, một chức vụ Tổng Bí thư, một chức vụ Chủ tịch nước, thì những tên tham nhũng và những tên làm chính quyền mà không có tâm độc ác như những cái hiện tại bây giờ, đương thời bây giờ, phải chỉ đạo gắt gao, chấm chất chặt chẽ để cho lấy lại niềm tin của nhân dân bà con chúng tôi, và cho bà con chúng tôi là tất cả những dân quan nói chung là Trường Thịnh, nói riêng là ba miền dân quan Trường Thịnh, Thủ Thiêm và tất cả bà con dân quan ai cũng đều khổ hết. Bản thân gia đình tôi khổ, tôi thấy những ra đường, thấy những người dân khổ, tôi khóc, tôi không cầm lòng đậu. Mà ngày hôm nay tôi nói không ra tiếng như thế này là vì chính vì cái sự bức xúc tột cùng của quận 2 đã làm cho tôi ngày hôm nay là 3 ngày hôm nay là tôi bệnh, tôi nằm, tôi sốt mà tôi nói tiếng không ra lời. Ngày hôm nay tôi mong thế giới cộng đồng và cả các nước là can thiệp giùm, có tiếng nói chung và giúp đỡ những người dân quan khốn khổ như dân quan chúng tôi. Tôi ra đến Hoa Kỳ thì tôi thấy nước bạn sống rất tự do, rất chân thật. Khi tôi đã về Việt Nam đòi tài sản thì tôi thấy cái sự bất công và cái sự đàn áp, sự dã man của những anh lính công an bảo vệ. Nếu chính quyền lãnh đạo cao cấp không xúi dục, không ra lệnh, làm sao những anh em công an bảo vệ dưới quyền không thi hành được? Vậy tôi mong tiếng nói tất cả cộng đồng và nước ngoài giúp đỡ cho những người trong nước Việt này có một cái tiếng nói chung. Lực nhân quyền của con người dân của chúng tôi ở đâu? Bà con dân quan của chúng tôi và tất cả những người, nói chung là tất cả những người dân Việt Nam phải có lực nhân quyền. Dân có quyền tự chủ, dân có quyền tất cả, dân có quyền giám sát những lãnh đạo tham nhũng tham ô. Dân là số một, dân là chủ, mà chính quyền lãnh đạo các cơ quan là đầy tớ của nhân dân. Nhưng mà ở nước Việt Nam mình trái ngược với đạo lý, dân không là cái gì hết. Chính quyền có thể sai những anh em lính công an bảo vệ đàn áp, đánh đập nhân dân dã man. Dân đã bị mất đất, mất nhà,
đau thương tột cùng, mà còn bị những anh em lính công an bảo vệ đàn áp, thì do những chính quyền lãnh đạo cao cấp ra lệnh cấp dưới phải thi hành. Cũng như ngày 15 tây tháng 11 vừa rồi, tôi là bà Trương Thị Yến, tôi đã bị đàn áp ở quận 2. Tôi phải xỉu, tôi nằm từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khi tôi đã về, tôi nằm ở nhà 3 ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi còn sốt. Ngày hôm nay tôi tiếng nói của tôi, mong tất cả những thế giới cộng đồng và tất cả những nước ngoài nghe tiếng nói của tôi mà can thiệp giùm về vụ dân quan Trường Thịnh và giúp đỡ dân quan Thủ Thiêm. Tôi là Trương Thị Yến, 65 tuổi, định cư ở Hoa Kỳ. Mà bây giờ con cháu tôi nó đang khổ sở, không nhà không cửa, bắt buộc tôi phải về đây để đòi tài sản. Nhưng mà tôi về đây đòi tài sản, chính tôi là một người nạn nhân bị trù dập, bị đàn áp, dã man do những cái tên côn đồ công an hình sự ở quận 2 đàn áp tôi. Tôi là đàn nạn nhân. Tôi đi từ trung ương đến địa phương là tôi chỉ có bảy quận 2 thôi. Chủ tịch quận 2 Nguyễn Phước Hưng không có to thương dân, không biết lo cho dân, mà chỉ biết lo cá nhân riêng mình. Và chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Xong như đó. Nghe cô Yến, cái vụ mà cướp đất mà ngoài quy hoạch đó, cô có thể cho quý khán thính giả biết rằng là cô những cái tên nào, những cái tên mà cầm quyền lúc đó là những tên nào cướp đất ngoài quy hoạch của cô? Cô kể rõ hơn tất cả những cái tên đó được không thưa cô? Những tên cướp đất ngoài ranh quy hoạch là Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Đua, Nguyễn Cư, Thái Thị Hạnh, Lê Thị Kim Dùm. Là mấy tên đó là lo do vụ việc của dân quan của cô. Đất của cô phường Bình An, khu phố 3, nằm ngoài ranh quy hoạch, mà đất của cô là dân cư hiện hữu, đất của dân, chính quyền không có được quyền lấy đất của dân. Tại đất dân cư mà, chứ đâu phải đất dự án. Chừng nào đất dự án thì có quyền thu hồi đất để giao cho công ty này công ty nọ. Mà đất của cô là đất dân cư hiện hữu, đất của dân, không được quyền lấy đất của dân. Mà chính quyền đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải hồi đó là chủ tịch thành phố, còn Nguyễn Đua là phó chủ tịch thành phố, còn Tất Thành Cang là chủ tịch quận 2, Nguyễn Cư là chủ tịch quận 2, còn bà Thái Thị Hạnh là bí thư quận 2, còn bà Lê Thị Kim Dùm là phó chủ tịch phường. Đó là mấy cái tên ác ôn mà thu hồi đất của cô là ngoài ranh quy hoạch, thu hồi trái pháp luật, đất của dân, dân cư hiện hữu mà thu hồi giao cho công ty Trường Thịnh lợi ích nhóm phân lô bán nền, chứ không phải mà lấy đất của cô mà để làm một cái mục đích gì cho xã hội. Mà mấy ông mấy bà đó chỉ lấy để mà phân lô bán nền, để mà làm tài sản riêng tư. Thưa cô, còn mấy cái người mà cầm quyền sau này đó thì họ đứng về phía người dân hay là họ đứng về như thế nào cô? Không bao giờ. Cũng như bây giờ đó là Tất Thành của ông Nguyễn Thành Phong là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đó. Bao nhiêu lần rồi thì bà con cô qua đưa đơn thì ổng đều bác đơn hết. Rồi cái vừa rồi á, 15 tây tháng 8 vừa rồi á, 2018 đây, có giấy
có giấy chỉ đạo, có giấy một cái văn bản của ở ngoài trung ương đưa vô, chưa phải giải quyết cho dân. Và một tay tháng 10 vừa rồi á là phải báo cáo ra phó thủ tướng chứ mà bệnh. Vậy mà ngày hôm nay á, là ngày 17 tây tháng 11 rồi mà chưa có một cái tin tức gì hết, không công bố với dân, không giải quyết cho dân mà không báo cáo ra thủ tướng nữa. Vậy là ông chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong này ông đã làm sai rồi, ông làm sai chính quyền mà ông vô cảm với người dân, ông thấy người dân khổ mà ông không thương, mà ông còn giấu nhẹm cái vụ văn bản 7723 để giải quyết cho dân quan trường thịnh rồi. Còn chủ tịch Nguyễn Phước Hưng thì có người ổng là chỉ biết bản thân làm của riêng tư, không biết thương dân. Ông chủ tịch Nguyễn, ông chủ tịch Nguyễn, ông chủ tịch phường Bình An cũng tên Phong, Nguyễn Thành Phong hay gì đó, Nguyễn Thành Phong là của chủ tịch phường Bình An, là cũng là một tên ác ôn. Hôm trước là cô đi về khi bên Mỹ về là con cháu cô không có nhà để ở, cô mới về ở chỗ đất trống, mới cất một cái chòi lên lấy mấy tấm băng rôn treo ở lòng thòng đó, để cũng như là mình làm tượng trưng là nếu mà chính quyền không giải quyết thì đất của mình về mình cất. Thì ông Phong đó, ông cho là hai mươi mấy ba chục người, ông Phong chủ tịch phường Bình An cho hai mươi mấy ba chục người lính công an bảo vệ để đàn áp bên cô, là dỡ hết chòi ra là để cho cô ngồi một miếng đất trống. Qua bên khai bút Yến Dương là thấy ngồi trong ngóc dưới đất trống á, có cái nón lá đó, là bị dở chòi rồi đó. Mới đầu có chòi có bà con, đàn áp dân giết dở có một mình cô ngồi ngay chân chỗ giữa chòi luôn. Đó là thấy chính quyền từ phường Bình An hiện tại đương thời là ông Phong phường Bình An, đương thời là chủ tịch Nguyễn Phước Hưng, đương thời là chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong, ba vị đương thời là một tên ác ôn, không có tính người, không có mà biết thương dân, mà chỉ biết là lợi ích nhóm, cứ che giấu sự thật, bao che sự tham nhũng, làm khổ nhân dân. Cái đó là cũng ba tội đồ. Thưa cô Yến, nếu mà cô Yến trong cái vai trò gọi là chủ tịch nước và là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cô Yến sẽ có cái giải pháp nào cho cái việc mà tham nhũng này không thưa cô? Nếu tôi là một lãnh đạo, tôi có quyền tất cả, thì tôi phải có một cái tâm, tôi có phải có một cái đức, tôi có một cái tài, tôi để an dân trị nước. Cái đức là phải lo cho dân một đời sống dân ổn định. Những đời trước làm sai, mình đương thời thì mình có trách nhiệm khắc phục hậu quả, để cho những người dân bị mất đất mất nhà, cho người ta có một cái đời sống ổn định, là trả nhà trả đất cho bà con, để bà con mới là có một đời sống ổn định, gia đình người ta không ly tán, người ta mới làm thuê làm mướn làm cái gì không biết, nhưng mà người ta có một cái nhà, người ta khỏi phải mướn mới là ổn định. Còn chỉ nước không phải là nước gì, nước trong là những thằng tham nhũng, những thằng tham ô, những cái tên mà lợi ích nhóm lôi đầu nó ra để giải quyết, lấy cái gương những cái vị đương thời, thấy cái gương những cái đời trước làm sai phải giải quyết nó như thế nào, làm găng từ đây sắp tới những người làm sao
không còn tham nhũng tham ô, không làm khổ nhân dân nữa. Tôi năm nay đã 65 tuổi rồi, ban đêm tôi không ngủ được. Tôi ước gì tôi là một lãnh đạo, tôi sẽ an dân trị nước là như vậy đó. Nhưng mà rất tiếc, tôi là một bà già rồi, khốn khổ lầm than rồi, thắt cổ bẻ họng. Tại sao tôi kêu Trường Thịnh và Thủ Thiêm? Trường Thịnh tôi có chút xíu à, Thủ Thiêm thì bao la. Nhưng mà tôi muốn nói, tôi muốn nói tất cả những người dân quan, tôi muốn lo cho họ hết. Nhưng mà tôi không có làm được gì hết, bất lực tầm tâm. Tôi già rồi, bản thân gia đình tôi còn không lo được, muốn hồ gì mà tôi phải lo cho những bá tánh mà lầm than được. Bởi vì tôi cứ mỗi đêm tôi cứ bệnh mà ráng thức dậy mà để cầu trời cho an dân trị nước, cho thái bình, cho tất cả những người dân mà khốn khổ lầm than họ có một đời sống ổn định. Tất cả bà con tôi cũng khổ, mà bên Thủ Thiêm thì cũng khổ, mà ra Trung ương á, người ta sống ngoài đường, người ta cũng khổ. Người ta sống cả mấy năm trời ở ngoài đường. Ở trước số 1 Ngô Thơ Nhậm, người ta đòi hoài không được nhà được cửa. Cô Yến ơi, tôi không biết làm sao bây giờ, tôi chỉ ước mong như vậy thôi. Nếu ai hỏi tôi, nếu tôi là một lãnh đạo, tôi sẽ làm một đất nước thái bình, không có giờ còn cái tiếng dân quan kêu nữa, và tất cả những từ trên tới dưới sẽ một lòng. Những người tham nhũng thu hồi tài sản hết, trả lại hết những người dân quan. Tại sao mày làm một cái thằng chính quyền, mày lãnh đạo được bao nhiêu tiền mà bây giờ mày phải mua đất, mua nhà ở nước ngoài, con cái mày du học, tiền hô hậu hủng, xa qua. Còn dân người ta chỉ có một cái nhà chu vi như cô, như bản thân tôi nè, chỉ một có một cái nhà thôi mà cũng bị cướp. Bây giờ này hả, tôi định cư ở Hoa Kỳ rồi, mà bây giờ con cháu tôi ở đây 12 đứa đang ở thuê ở mướn, mà con cháu thất học lầm than. Mà tôi già rồi, tôi phải đương đầu ra, tôi phải chịu nắng chịu sương, tôi phải đương đầu ra để mà tôi đòi lại cái quyền lợi tài sản của tôi. Vậy mà còn không được, tôi ước gì tôi sẽ là một vị lãnh đạo, tôi sẽ làm một cách công khai minh bạch rõ ràng tất cả cho những người dân quan, mà tất cả cho những người dân khốn khổ được bình yên, được cơm no áo ấm. Chảo thật, thật là đau lòng phải không thưa quý anh chị em? Những giọt nước mắt của dân oan trên khắp ba miền đất nước, hàng triệu dân quan, hàng triệu dân oan thưa quý anh chị em. Thế mà Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là thời đại rực rỡ nhất. Khốn nạn thay, cái đất nước Việt Nam này có những tên cầm quyền thô bỉ, bỉ ổi. Đó là tên Nguyễn Phú Trọng. Chính hắn là cái người đã nói ra đánh tham nhũng rất là khó, giống như ta đánh ta. Ta đánh ta thì chính nó lại là nó là tham nhũng chứ còn cái gì nữa. Ta đánh ta, chính nó đã tố cáo vào bộ mặt tham nhũng của nó. Dạ, TV xin chấm dứt cái buổi phỏng vấn hôm nay, và cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe.